Cú xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là Cú sẽ trở lại với con ạc là Mr. Cú ở server 561 gà táo quân đó các bạn. Thì đây là một con ạc F cấp level 1X sở hữu ná gà vĩnh viễn các bạn. Thì nó mở ở túi hộp, Cú đã từng giới thiệu cho các bạn một lần ở video rồi đó. Thì sau khi mà Cú bán cho anh Thuận thì hiện tại Cú đã mua lại. Do là anh ấy mua được một con 5X xịn sò cho nên là Cú đã lấy lại con này, thu lại con này và tiếp tục nạp một nói chung là con này thì khi mua bán thì được giá Cú mới bán, còn nếu không thì Cú cứ để đây nghịch thôi. Vì dù sao là nó cũng sở hữu VIP ná gà, một vũ khí mà hầu như là Cú rất thích khi mà bước chân về Gunny Base. Gunny, từ Gunny PC cho đến Gunny Mobi á các bạn. Thì nó không có gì là đặc sắc, nhưng mà do là nó là một trong những cái vũ khí mà Cú khá là thích, nhìn nó rất là đẹp mắt thì chỉ đơn giản vậy thôi. Hôm nay thì Cú vừa lấy lại và trong đêm thì Cú đã nạp vài cái móc nhỏ là 20k và 50k để lấy đá cường hóa nghịch thôi các bạn. Bây giờ thì Cú sẽ bắt đầu mở những cái hộp quà cho các bạn xem và bán bớt những thứ mà nó dư á, để một lát nhận quà về. Bây giờ là Cú sẽ bán bớt một số thứ thì sau đó là Cú sẽ bước vào sảnh để đi thêm một ít ván nữa. Hình như là Cú đã làm được 90 mấy ván rồi các bạn, chỉ còn thiếu vài ván nữa là sẽ đủ cái event 99 ván để nhận thêm được một số đá cường hóa. Thì bây giờ là Cú sẽ sử dụng cái set con bò hút này đi, nhìn cho nó đẹp. Thì hiện tại là nhẫn kim cương đã cộng 1 rồi các bạn. Thì ở đây là chúng ta có một cái hạnh phúc đã gần lên cộng 4 rồi mọi người. Đây là những cái túi quà đá khảm bình thường thôi. Thì chắc là con ạc này Cú sẽ ép một ít cho đến khi nào mà Cú chán thì sẽ nhượng lại cho một bạn nào đó mua được giá thì khoảng 1 triệu là Cú sẽ bán. Thì ở đây là nói luôn, con ạc này Cú không cần thiết bán cho nên ở giá đó là quá hợp lý cho một bạn biết nhìn ạc rồi, chứ không quá đắt đâu các bạn. Tại vì khi mà Cú mua là cũng sắp xỉ rồi và nạp cũng khá là nhiều. Khi mà vào tay anh Thuận khoảng 2-3 ngày thì ảnh cũng nạp một mớ vào nữa. Cho nên bán được hay không được thì Cú vẫn để nghịch cho vui nha các bạn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi thêm vài ván sảnh nữa và sau đó thì sẽ ra cường hóa cái áo và nón các bạn. Đây, đây là những cái móc nạp mà hầu như là đá cường hóa rất là nhiều luôn mọi người. Thì ở cái hiện tại của chúng ta bây giờ á, bạn nào có tiền là có tất cả thôi. Tại vì Cú thấy vũ khí cộng 15 hay không thì nó không còn quan trọng nữa. Tại vì event nạp á, và cái sự kiện nạp được đá cường hóa hay là sự kiện cài cuốc á, thì đá cường hóa rất là nhiều. Và tất cả đồ thì đa số nó nằm trong cái sự kiện nạp hết các bạn. Thì cho nên là ở hiện tại này nếu ai mà có một tí xíu điều kiện thì các bạn sẽ rất là sở hữu ngay một con ạc rất là rồ. Các bạn tốn một tí xíu thôi, không phải một tí xíu, các bạn tốn rất là nhiều, Cú nhầm nhá. Thì sẽ có một con ạc mà vừa ý. Thì có một số bạn là không có tiền thì các bạn có thể bỏ ra 2 triệu, tầm 2 triệu là các bạn đã sở hữu một con ép cấp phải gọi là xịn sò rồi các bạn. Bây giờ thì gặp bạn đầu tiên là do Cú đang thả lên level 14 để chúng ta làm khí hồn. À nhầm, không phải khí hồn mà để chúng ta làm vật tổ á các bạn. Cho nên là Cú không có ao trận luôn, Cú thả cho nó lên level 14, sau đó thì mở vật tổ Cú mới bắt đầu ao lại. Thì nếu như bạn nào chưa xem về cách ao trận thì các bạn có thể vào kênh của Cú kéo lại một hai cái video trước nha. Thì hiện tại ở level 13 này thì các bạn sẽ được gặp từ level 3 cho đến là level 23. Nhưng mà ở đây thì đa số là sẽ gặp trên level 10, tại vì level 10 thì các bạn mới có live ride vào sảnh thôi nha. Và nếu như các bạn gặp trên level 18 thì những bạn ấy có bet thì chắc có lẽ là mình đấu không lại đâu các bạn. Đây, 13 cầm VIP ná gà cộng 15 phải gọi là rất là chất luôn các bạn. Bắn ra một con gà rất là xinh. Thì chỉ
vừa đủ 3 con gà là bạn ấy đã chết luôn các bạn. Gà nó dặm. Ở level này thì các bạn đi sảnh rất là khỏe, hầu như là gặp những bạn khá là yếu luôn, ít khi nào mà gặp những cái bạn mạnh lắm. Cũng hiện tại bây giờ là xu thế của Gunny Mobi hiện tại đó chính là ép cấp đó các bạn. Đặc biệt là nếu như các bạn ép cấp càng nhỏ thì nhìn nó càng chắc. Ở level 10 hay là level 9 mà thường thường thì cứ thấy ép level 10 nhiều hơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta đã gặp boss rồi, thì cú sẽ dùng 2+250% sát thương để bắn con boss này. Thì đây là một pha chuẩn xác các bạn. Cái vũ khí ná gà này á, khi mà các bạn full dam á, thì nó sẽ ra một con gà to. Còn nếu như các bạn bắn thường cộng 2 thì nó sẽ ra một con gà nhỏ vừa vừa. Và khi mà các bạn cộng 2 thì nó sẽ ra là cái trứng, quả trứng 7 màu rất là đẹp các bạn. Thì ở con ạc này á, cú không có yêu cầu là mình sẽ sở hữu cho mình nhiều super, bởi vì giá trị ở con ạc này là nằm ở cây ná gà. Cú mua nó chỉ vì cây ná gà thôi, chứ ở ngoài kia thì cũng có khá là nhiều ạc ép xinh đẹp hơn ạc này rất là nhiều, chắc hơn rất là nhiều. Nhưng mà do là bỏ một thời gian không có thích thì lâu ngày cứ gặp được một con ạc ưng ý là một ít và may mắn mở túi quà được ná gà cho nên là cứ mới mua về để nghịch thôi. Còn cú định là sẽ đua ở server mới, đua móc nạp các bạn, đua sự kiện nạp top của server, top nạp ở server mới thì các bạn sẽ được ná gà, nhưng mà nó rất là tốn. Cú để ý ở nhiều server thì toàn trên 3 triệu thôi, rất là phí. Cho nên là cú đợi một bạn nào đó bán với giá là hơi mềm một tí xíu, thì như con này đây thì cú chỉ mua là có 500k thôi, nhưng mà hiện tại thì nạp vào rất là nhiều rồi, cũng khoảng cú với anh Thuận nạp vào thì chắc là cũng hơn 1 triệu rồi, chưa tính chủ cũ của nó nạp vào nữa thì cũng khá là nhiều rồi đó các bạn. Thì hiện tại là cú chỉ nạp những cái móc nhỏ như là 20, 50 hay là SMS thôi, chứ không có nạp những cái móc to các bạn, tại vì chủ yếu là để ngắm và vui thôi, không có chơi nhiều. Thì có rất là nhiều bạn khi mà xem video của cú á thì bảo cú nói rất là nhiều, tại vì hiện tại thì cú đã quen với việc mà mình khi mà nói chuyện nhiều rồi các bạn. Ở ngoài đời thật á, thì cú rất là ít nói chuyện, rất là kiệm lời luôn, ít khi mà ai thân lắm thì mới nói chuyện thôi. Cho nên là khi mà ở trên mạng ảo á, thì khi mà cú nói chuyện với khách hay là làm video á thì quả thật là nói rất là nhiều luôn. Thì đây là một pha siêu cao bắn ngược khá là đỉnh của cú luôn. Thì đây cũng là thế mạnh của cú, đó chính là siêu cao. Còn góc thấp thì các bạn cũng đã xem những video trước và biết rồi, góc thấp là siêu tệ luôn các bạn. Thì nói chung là làm cái video ra để cho các bạn xem á thì chủ yếu vui là chính, cho nên nếu có cái gì sai sót hay là không hay á thì các bạn bỏ qua chứ cũng đừng nặng lời. Tuy là một cái video thì các bạn thấy đầu tư không có kỹ lưỡng hay là không có được như những cái kênh, những cái YouTuber chuyên nghiệp á, tại vì cú làm chỉ vui thôi, cho nên là đôi khi á thì nó sẽ tạo ra một cái video không có được gọi là ổn á, thì mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ thì chúng ta đã hình như là đủ rồi các bạn, thì cú sẽ bắt đầu cường hóa để xem nó lên như thế nào. Thì cú chỉ quan trọng là cây vũ khí cộng 15 là ok rồi, còn áo nón thì cứ thoải mái thôi các bạn, từ từ lên cũng không sao. Hiện tại thì áo cộng 9, nón cộng 11 nha các bạn. Super các bạn, khi nãy cú nạp móc 50k thì được 6 lần du luyện super.
Nhưng mà bây giờ mà nếu có may mắn được lên Super thì cú cũng sẽ không có xài đâu các bạn. Tại vì chủ yếu là cây ná gà thôi, có lên thì cũng không có su khóa để gia hạn nữa. Thì con ạc này nó vào tay của anh Thuận khoảng 2-3 ngày thì ảnh nạp cũng 4-500 ngàn á các bạn, để nghịch thôi. Thì hôm qua là ảnh vừa trở lại Ganymobi với một con ạc ở server ở Cụm Heo, tức là ở một server mà ra vào ngày mùng 1 Tết năm ngoái á các bạn. Thì là một con ạc 5X cũng gần 300k lực chiến, cũng khá là bình thường thôi. Nhưng mà theo như cú thì khá là hợp lý. Khi mà các bạn tìm mua cho mình một con ạc á, thì các bạn đừng chọn nó có lực chiến quá cao hay quá đẳng cấp so với người khác. Tại vì khi nó quá cao á thì giá tiền của nó sẽ rất là cao. Thí dụ như các bạn, cú thí dụ nha, chứ không phải là giá hiện tại của Gunny nha. Thí dụ là các bạn mua một con ạc có lực chiến 360 ngàn thì nó sẽ có giá là 360k lực chiến thì nó sẽ có giá là 7-8 triệu. Thí dụ là 7 triệu đi. Nhưng mà các bạn chọn một con ạc 380k lực chiến thì nó sẽ hơn 10 triệu. Nó hơn được 20k, 30k lực chiến ở trên đó thì là nó tăng cái giá thành lên rất là cao luôn. Cho nên là các bạn nên mua tầm trung. F cấp cũng vậy nữa các bạn, càng mua càng chất thì giá nó càng cao. Nhưng mà những con ạc mà thua xuất khoảng vài mươi ca lực chiến á, thì nó sẽ giá thấp hơn rất là nhiều. Thì khi mà các bạn mua về chơi á, thì cũng